chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con âm ly có model là D5PMA S10. Đây là dòng âm ly cao cấp đến từ hãng D5 Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm thay xước màu gold màu vàng, rất đẹp mắt, rất sang trọng. Series dòng S thì dòng S10 là dòng đời đầu tiên đặt nền móng cho những series cao cấp sau này của hãng. Đây là một trong những dòng âm ly cũng bậc tầm trung high-end của hãng D5, được sản xuất vào năm 1996 với giá xuất xưởng rất cao 220.000 yên, made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất là 160W, đánh được một cặp loa phù hợp, loa có trở kháng từ 4-16 ohm. Nếu loa của các bạn có trở kháng 4 ohm thì công suất ra mỗi loa là 100W. Nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm thì công suất ra mỗi loa là 50W, cũng tương đối lớn nên các bạn có thể ghép được những dòng loa có bass từ 30cm đổ lại. Thì dòng D5 PMA S10 này đánh rất tốt. Chất âm của dòng D5 PMA S10, tiếng bass rất mạnh mẽ, uy lực, mid chép sáng chi tiết, phù hợp với được đa thể loại nhạc. Các bạn có thể nghe nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng ở cao tiết hòa tấu. Và các bạn có thể nghe những dòng nhạc tiết tấu nhanh thì dòng S10 này thể hiện cũng rất tốt. Các bạn lưu ý đây là dòng âm ly high end của hãng nha các bạn. Một trong những dòng âm ly đời đầu của series dòng S rất cao cấp. Máy mình về bao gồm full thùng xốp và catalog thùng xốp. Trên thùng xốp có số series trùng với số series máy. Máy về bao gồm một sợi dây nguồn zin chân vàng và một cái catalog. Các bạn có thể tham khảo cách kết nối và các thông số kỹ thuật ở trong cái cuốn sách catalog nha các bạn. Với kích thước chiều ngang là 43,4cm, cao 13,7cm và hậu sâu là 36,5cm và máy nặng là 15,2kg. Tính cả thùng là máy nặng 16,8kg. Sau đây mình đi vào các chi tiết cho các bạn xem. Máy mình về tình trạng full thùng xốp là các bạn an tâm, line new này, không có điểm che, không có điểm trừ rồi. Đây volume nó có một cái khứa phía trước, các bạn rất dễ nhìn, rất theo dõi. Vàng rất đều màu nha các bạn. Bass này bạn, bạn ứng nhả ton để ứng ton để chỉnh bass chém bạn. Rồi giảm. Rất mạnh mẽ ha. Bass. Đây có nút red out sẽ là đường thu, các bạn bật qua tiếng ứng ha, hoặc là bằng off cho mình. Rồi bên này input selector sẽ có là CD, tuner này các bạn, và aux. Phía trái nó có phono và tép 1, tép 2. Đây còn một cái khứa rất lớn, các bạn rất dễ nhìn. Hiện tại mình đang kết nối ngõ CD. Rồi. Rất đẹp luôn các bạn, như mới. Rồi mình quay tổng thể cho các bạn xem. Xung quanh là nắp lưng của nó đã được sơn một lớp sơn rất là dày nha các bạn. Đó, nó giống như nhựa đó, giống như những dòng S10 hay là ba mã. Nó nhằm chống va đạp và chống bị sét rất tốt nha các bạn. Tất cả còn nguyên zin bản. Rồi. Bên phải cũng vậy nha các bạn, tất cả nguyên zin bản không trải xước. Rồi, ở đây tổng thể mặt sau nè các bạn. Mặt sau là các bạn sẽ thấy là cái số series của máy là trên thùng là 0432 và số series máy cũng 0432 nha. Ở đây các bạn tất cả các jack RCA được mạ đồng rất vàng nè các bạn. Ở đây điểm phono, những đường CD, tuner, aux. Các bạn nhìn nè. Đường tép 1, tép 2, tép 3, red light là không có hiệu công rút nha các bạn, rất vàng luôn ạ. Mình rút cho bạn vàng ao luôn bạn ha. Bạn nhìn là như mới luôn bạn, nhìn cọc loa đánh một được một cặp loa phù hợp, loa có trợ kháng từ 4-16 ohm ha. Ở đây có MMMC cartridge, khi bạn sử dụng dĩa than tùy theo loại kim âm các bạn sử dụng ha. Rồi các bạn nhìn sườn sắt nè, sau là bóng mới luôn. Rồi thông tin D5 PMA S10 AC 100V 160W, số ri 0432,
Ở đây có một AC OLED với total là 360W cho các bạn thôi, không đúc các mùa phát vụ. Nhận đầu CD dạy mã lọc xì, sử dụng điện 100V, các bạn đưa đây cho đỡ lòng thòng dây. Dây nguồn zin và dây nguồn chân vàng nha các bạn. Đây các bạn. Tổng thể máy còn rất đẹp các bạn. Rồi sau đây mình mời các bạn chờ mình mở nội thất cho các bạn xem. Các bạn nhìn những ốc của nó còn vàng, rất là vàng luôn các bạn, mình hay mặc rất mới, rất vàng luôn các bạn. Đây một lần rồi. Rồi sau đây mời các bạn xem nội thất. Nhìn vào tổng thể là các bạn sẽ thấy một tăng phô rất to ha, đặt bên tay trái. Đây là những ba mạch cung cấp nguồn cho phần công suất và cho phần rề nha các bạn. Nhìn vào tổng thể là các bạn sẽ thấy dòng này rất cao cấp, được sử dụng là 4 tụ lọc nguồn nha các bạn, bao gồm 2 tụ đại này dành cho ba mạch công suất và 2 tụ trung này dành cho ba mạch phần rề nha các bạn. Đó, rất cao cấp luôn các bạn. Khủng luôn, được sử dụng những tụ cao cấp đây các bạn, mình ứng cho các bạn xem. Rồi, bên này đi các bạn, các bạn thấy trị số tụ không? Mình cũng thấy hơi mắt hơi mờ. Sau AV và 17.000 microfarad nha các bạn. Silicon 2 tụ đều giống nhau. Đây là 2 tụ rê, tất cả còn nguyên zin nguyên bản nha các bạn. Tất cả ngóc ngách mạch các bạn nhìn nè, chằn chịt luôn. Ở đây một tảng dẫn nhiệt tương ứng là sẽ phía trên sẽ có tổng cộng là 6 sò. Bên này 3 sò, bên này 3 sò. Và mặt ấy phía dưới đó các bạn, phía trong khe đó có 6 sò nữa, tổng cộng máy chạy 12 sò mất hết nghe bạn. 12 sò nên lực đánh rất mạnh mẽ các bạn. Tất cả khách còn nguyên phiên bản. Đây đó là tín hiệu đầu vào nè các bạn. Máy bán ra mình bao zin tuyệt đối cho bạn, hàng đấu giá về full thùng shop là các bạn an tâm ha, như mới ra. Chưa thổi bụi thôi, bạn nào mua mình sẽ thổi bụi sẽ long lanh. Các bạn nhìn sơn sắc bên tay trái này, vàng au luôn các bạn. Rất vàng luôn. Ok ha. Mặt cạnh là không tì vết. Rồi bên phải cũng vàng au luôn bạn. Rất đẹp. Dòng này các bạn mua về nghe trưng bày đều rất có giá trị, nghe nhìn sưu tầm và rất đẹp mắt, rất sang trọng nha các bạn. So ra những dòng series 1500R2 La Mã đã là cao cấp. Còn dòng S10 cao cấp hơn rất nhiều, giá xuất xưởng nó gần gấp 2 lần con 2002 La Mã. 2 La Mã, 3 La Mã, 4 La Mã nó gấp 2. Và so con 1.500 nó cao hơn rất nhiều nha các bạn, gấp gần 4 lần. Rất là giá rất là cao, được sử dụng tất cả các linh kiện cao cấp. Rất đáng nghe nhìn sưu tầm. Đặc biệt nó còn full thùng shop thì các bạn mua về nghe trưng bày an tâm, và máy bán ra mình vẫn bảo hành 3 tháng nên các bạn an tâm mua về nghe trưng bày sử dụng. Con này thực sự là mình hàng về là như mới nghe bạn, không tì vết, không có điểm chê nghe bạn. Rồi sau đây mình mời các bạn nghe một đoạn nhạc thưởng thức về chất âm cái dòng PMA S10. Dòng này các bạn mua về chơi được đa thì loại nhạc nghe các bạn, và đặc biệt nó cực kỳ ghế ghép loa. Các bạn thể ghép những dòng loa Nhật, Mỹ, dòng loa cột Bookshelf cho Âu, những dòng hi-fi đều đánh tốt dù có công suất 160W thôi, nhưng mà công suất ra loa và nó chạy tổng cộng 12 sò mic phát nên nó lực đánh rất mạnh mẽ nha các bạn. Nó là một trong những dòng high-end, những như các bạn đã biết, những dòng cao cấp, những dòng high-end thì thường có công suất nó không có lớn nhưng mà lực đánh rất nội lực và rất khỏe nha các bạn. Rồi mời các bạn nghe thử một đoạn. Tóc dài con hầu giang ơi em vẫn đẹp. Thương lắm câu hò ngoài đời.
xuống đưa mắt cười em khẽ gọi. Người thương ơi em vẫn đợi chờ. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần. Về sắp trăng một ngày khai đều lắm. Xôn xao mùa lúa nhiều về bến nâng kiêu thấy chàng đời người yêu em xinh tươi trong chiếc áo bà thôi em mau lên kéo tê kiếm phà đi qua bên bắc cần. Rất cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo đến các bạn công ly có một đơn đập The Nom PM2S10 phiên bản dòng cao cấp dòng 2N của hãng The Nom máy về tình trạng full thùng sốt Catolo dây nguồn zin. Tất cả chi tiết máy mình quay cho các bạn xem, con này like new như mới, không có điểm chê ngay bạn. Máy bán ra mình vẫn bảo hành 3 tháng nên các bạn an tâm mua về ngay trưng bày sử dụng với giá rất tốt, chỉ là 14.500.000 đồng, mình bao ship toàn quốc. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.